Đây, mình đang bắt tiếng dơi. Đây là cái remote nè. Remote của mình. À, nó quay cái remote này. Sao tôi thui. Đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại, lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng khi mình leo, mình lấy cái loa xuống cho mọi người coi nha. Vừa quay cảnh dơi về đi. Nó về cũng lâu lắm. Chắc sáng nữa về khoảng 20 phút mới hết. Đấy. Một xíu mình làm có 6 mét, mua cây cột về dựng lên luôn. Không có gối cột gì hết. Nhẹ. Đây ngồi thì không thấy toàn cảnh được, nó giờ về sầu riêng á, có vườn nhà sầu riêng nó rất là thích phân dơi nè. Mít, chanh, ổi, đủ thứ, lúa nữa, bên kia là mình bằng lúa, nửa vườn nửa lúa. Em ở Đồng Tháp á, bên kia là ở Gò Mã. Okay. Đó, thấy chưa? Nay thời tiết nay không đẹp, sáng sớm mây mưa gió bão gì, ôi ở giờ mình về đó thấy sơ mọi người vui lắm. Làm lên cái chuồng dơi mới đây mà nó về được vậy là mình mừng lắm. Cái xứ đây có mình em làm luôn, làm lên ai cũng nói mình khùng không, làm tào lao không, thấy không? Chuồng mình làm vậy không có gắn gít gì lên nữa chứ. Mấy cây mà em dám hy sinh hai cây sầu riêng ngay cái nền cái chuồng rồi đang em làm cái chuồng đó. Còn như mấy con mà chim săn mồi á, con nào đảo đảo gần gần đây em lấy súng em bắn chết sạch. Bịm bịp em còn không tha. Đấy. Hôm đâu biết đâu làm sai cách, nhờ ông Thận nè, anh Thận bên kênh Sang Bảy á, anh chỉ thì kia rồi mới đạt. Chứ thời tới nay chắc cũng mới mấy con. Bởi vì anh em mà lỡ có ai mà làm lên cái chuồng rồi đó, mà lâu quá dơi nó không về á, mình đừng có ngại ba cái vấn đề tiền nông này gì hết trơn á. Mình liên hệ với anh Thận nha anh em. Anh tư vấn nhiệt tình lắm. Anh rất là hiếu khách chứ không phải như mấy người khác mà dĩa duyên để buôn bán gì cho nó. Bỏ ra cả 5-10 triệu bạc, cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu. Mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được. Buồn buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin. Đi bẫy chim đồ, các kiểu, lo ngon lắm. Ngồi sáng sáng lên lấy cái lo xuống cho mọi người coi. Giờ thì sáng rồi, nó cũng gì lai gai. Hồi nãy á, em đợi sáng có ánh sáng nên quay cho anh em xem á, chứ lúc chặn dạng là nó về cũng mớ nữa rồi. Giờ cũng hơi trưa rồi, 6-7 giờ rồi. Cũng còn bay lai gai, lai gai, lai gai. Nó rút gì đó, thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa nè, nó rút về nè, thấy không? Đó, đó, vô. Nè, nó rút dữ lắm, cái tiếng này nó rút lắm. Đó, 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 vô đó. Rồi, để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút.
đây. Đây là cái lò này. Rồi em thử nè, rất là gọn nhẹ. Pin hết một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đồ nhất thiết ấy rồi. Nè, nè đang hát này không? Nè. Nè. Em bấm đứng lại nè. Ủa quên bà công tắc. Nè. Rồi, im. Phát. Đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt. Em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn, cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè. Lúc này là lúc lặp lại. Quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn. Cho nên em sợ vậy em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè. Khi nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác. Đấy. Vậy đấy. Này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Bấm cái thấy không nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Nghe mọi người để mình lại đây em quay cái phần của em của dời cái. Rồi mọi người coi sáng nè. Cũng vô cũng được. Ủa, có con dơi quả hay gì nó bự trời. Ô con dơi này phải đuổi nó đi. Rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ. Đó phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ế được trên đây nè. Ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đêm phơi là cá ký á. Đó, thấy vô mọi người. Rất là tốt, phân mình làm chuồng mình ở nhà mình dày ra bón cây luôn đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lượng sau cùng cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha anh Thận.